Lợi ích khi thọ trì ngũ giới. Đời này không nhốt chim, đời sau không vào ngục. Đời này không câu cá, đời sau không làm ăn mày. Đời này không sát sinh, đời sau không gặp tai họa. Đời này không trộm cướp, đời sau không bị cướp. Đời này không tà dâm, đời sau không ly hôn. Đời này không nói dối, đời sau không bị lừa gạt. Đời này không uống rượu, đời sau không bị điên cuồng. Đời này không nhốt chim, đời sau không vào ngục. Quý vị nghĩ đi, quý vị nhốt chim vào lòng, làm cho nó không còn được tự do. Đất nước này là của tự do, còn quý vị để động vật không được tự do. Điều này không phù hợp với hiến pháp của nước này. Quý vị nhốt nó vào lòng thì cũng giống như ngồi tù. Chim ở trong lòng niệm chú, nó nói, quả báo, quả báo. Kiếp sau quả báo tức thì đến. Con chim niệm chú và nói, Thượng Đế ơi, Ngài nói có quả báo, tại sao ông ta vẫn nhốt tôi vào lòng, chuyện này là sao? Nó đến gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua của các cõi trời, và đệ đơn kiện kẻ đã nhốt nó. Bên trái cũng viết, bên phải cũng viết. Thấy viết nhiều quá, Chúa Trời nói, Được rồi, người này bất nhân, đời sau sẽ cho ông ta chịu quả báo ngồi tù. Người đàn ông sau đó đã đi tù. Cho nên mới nói, đời này không nhốt chim, đời sau không ngồi tù. Bởi vì con chim suốt ngày niệm, quả báo, quả báo. Niệm chú này cho Thượng Đế nghe và Thượng Đế kết án người này vào tù ở kiếp sau. Tôi nhớ không phải kiếp này mà là bao nhiêu kiếp trước. Lúc đó mê muội không hiểu gì. Thấy người ta câu cá, tôi cũng đi câu cá. Tôi rất thích câu cá. Khi thấy cá ăn mồi, mặt nước sẽ có vòng gợn sóng. Lúc này sẽ nhấc câu lên là cá sẽ mắc câu. Quả báo xảy ra với tôi sau đó. Kiếp sau tôi trở thành kẻ ăn mày. Bởi vì không có gì để ăn, tôi đã đi xin thức ăn bằng cái bát. Cho nên có câu, kiếp này không câu cá, kiếp sau không làm ăn mày. Đi ăn xin rất là khổ, Phật tử chúng ta không được đi câu cá. Có người nói, tôi chỉ câu một ít cá, mỗi năm một lần, tôi chỉ câu cá nhỏ, không câu cá lớn, như vậy có được không? Cá nhỏ cũng có mạng, cá lớn cũng có mạng. Quý vị câu một lần là sát sinh, câu nhiều lần cũng là sát sinh. Nhưng bắt ít thì mắc nợ ít, bắt nhiều thì mắc nợ nhiều hơn. Tức là bắt được nửa cân thì sau này phải trả 8 lạng. Đời này không sát sinh, đời sau không gặp họa. Đời này nếu không giết hại chúng sinh, đời sau không ai giết mình và sẽ không có tai họa. Không bị bắn chết, không bị thêu chết, không bị chết đuối trong nước. Vì kiếp trước, quý vị không sát sinh, kiếp này không bệnh tật. Đời này không trộm cắp, đời sau không bị cướp. Cướp giật là anh cướp của tôi cướp của anh. Nếu quý vị không cướp đồ của người khác, thì đời sau không ai cướp của quý vị được. Tại sao quý vị lại bị cướp? Vì đời trước quý vị là kẻ trộm. Quý vị nghĩ rằng ăn trộm là không sao. Quý vị lấy đồ của người khác và đời này quý vị bị họ lấy lại. Nhân quả xoay chuyển không thể không tin. Đời này không tà dâm, đời sau không thay đổi hôn nhân. Thế nào là thay đổi hôn nhân? Ví dụ như ly hôn, hoặc là sau khi kết hôn có rất nhiều phiền não, mâu thuẫn. Đây là do kiếp trước không giữ giới, không tà dâm. Do kiếp trước tà dâm nên kiếp này trong người vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc. Do cho dù quý vị sức nước hoa hay phấn phủ như thế nào, nó vẫn có mùi khó chịu, không thể ngửi được. Đàn ông thường thích phụ nữ, nhưng khi ngửi thấy mùi hôi đó, họ cũng bỏ chạy. Phụ nữ cũng thích đàn ông, nhưng nếu đàn ông có mùi hôi như vậy, phụ nữ cũng sẽ bỏ chạy.
người như vậy sẽ không được ai yêu quý. Vì người không giữ giới nên thân không có mùi thơm. Nếu quý vị nghiêm túc giữ giới, cơ thể quý vị sẽ tỏa ra mùi thơm, hương thơm của trang nghiêm. Chuyện kể về nàng Hương Phi của triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc là người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, luôn tỏa ra hương thơm, không cần dùng nước hoa hay xà phòng thơm, cô ấy vẫn có mùi thơm tự nhiên từ cơ thể, thơm hơn bất cứ thứ gì khác. Vị hoàng đế si mê của Trung Quốc thích hương thơm trên người cô ấy, bằng mọi cách cướp giành cô ấy về, phòng cho cô ấy là Hương Phi. Điều này làm cho các phi tần khác của Vu Canh Tị, vì hoàng đế có rất nhiều vợ, tam cung, lục viện, hoàng hậu ghen tuông và đã giết cô ấy, từ đó không còn hương thơm của Hương Phi nữa. Trong đời này, nếu quý vị không tà dâm và không bao giờ quan hệ với người nam, người nữ khác, không phải vợ chồng mình, đời sau quý vị sẽ không gặp chuyện ly hôn. Đời trước không chung thủy, đời này không hạnh phúc. Có nhiều nguyên nhân xảy ra để làm tan vỡ cuộc hôn nhân của quý vị, đó là quả báo của việc tà dâm. Đời này không nói dối, đời sau không bị lừa gạt. Đời này chúng ta không nói dối, đời sau không ai lừa dối chúng ta. Nếu ai đó lừa gạt, tự mình phải nhận ra. Ồ, thì ra kiếp trước tôi đã từng nói dối, nên kiếp này tôi bị người ta lừa dối lại. Có người nói với tôi rằng, bốn người từ Philippines đến không phải để xuất gia, mà là muốn sử dụng con đường này để đến Hoa Kỳ. Đến được rồi, họ sẽ không xuất gia. Tôi nói không sao cả, dù biết họ lừa dối, nhưng tôi vẫn tin họ. Vì tôi không muốn lừa dối mọi người, và tôi tin rằng mọi người sẽ không lừa dối tôi. Tôi biết rõ là anh ấy lừa dối tôi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy lừa dối tôi. Vâng, tôi không nghĩ như vậy. Sau khi nghe xong, người đó nói, ồ, điều này thật tốt. Trên đời này, người đề phòng ta đề phòng người. Anh sợ tôi lừa anh, tôi sợ anh lừa tôi. Tôi biết anh đang lừa dối tôi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Có phải là một bất lợi không? Nếu bất lợi thì đành chịu, không thành vấn đề. Đời này không uống rượu, đời sau không bị điên cuồng. Tại sao ở đời này con người mất đi sự minh mẫn hay mắc bệnh tâm thần? Đó là bởi kiếp trước họ uống quá nhiều rượu. Tại sao kiếp này thần kinh không được bình thường? Bởi vì quý vị kiếp trước đã uống rượu và dùng chất gây nghiện. Vòng luân hồi của nhân quả là như vậy. Quý vị tin hay không, tùy quý vị, tôi không quan tâm. Quý vị tin, tôi cũng nói. Quý vị không tin, tôi cũng nói như vậy. Bất kể quý vị tin hay không, tôi cũng phải nói.